của chú chị đến với kênh Ngọc Ngân Bánh Tre. Hôm nay con xin giới thiệu với chú chị một cái dòng cây. Mà nhìn của chú chị đón ra cái gì không ạ? Đừng nói con cây hồng lộc nha. Y chang cây hồng lộc luôn á. Dạ xin thưa, một cái dòng cây ăn trái mà chủ lực bên con luôn, mà bên con chiết và cung cấp cho chú anh chị luôn. Đó chính là nhà sản xuất luôn. Đó chính là Hồng Quân Đài Loan của chú anh chị. Nghe cái tên là thấy cực kỳ luôn, dễ thương rồi đó. Dạ, cây Hồng Quân. Dạ, đây. Cây Hồng Quân trái nó ăn chát lắm. Đây là Hồng Quân những chiếc của chú chị không? Cái dòng này ăn cực kỳ là ngọt luôn. Miễn Hồng Quân kia của chú chị dò nhiều, cái Hồng Quân này của chú chị bóp hai ba cái là ăn cực kỳ luôn. Ngọt mẫu trái của bạn này hơi dịp dẹp của chú chị. Chú chị nào không có biết mẫu trái thì xin liên hệ bên con, cái hình chú chị xe dễ theo dõi ạ. Dạ. Đây. Không có riêng gì mà để mà nôm na là mình để mình ăn trái thôi đâu của chú chị, những cái bộ đọt này rất là đẹp luôn. Dạ, lúc cái trò non rất là đẹp, cực kỳ luôn. Dạ. Tại vì hiện tượng lúc này mưa quá của chú chị, con sử dụng một ít gọi là Atacon, á chất kẽm của chú chị, cho lá mình nó gọi là hôm nay là dày hơn chút xíu. Dạ, đẹp hơn. Dạ. Người bệnh nó của chú chị. Dạ. Về của chú chị tầm tự nhiên một cái tông chậu thì một hai cây thì nó không đến đổi đâu. Ok, cái mic trôi em đâu? Không có nguồn lây. Em để vậy nó đâu có nghe rõ. Nè chú anh chị, cây thì con gà rễ bầu của chú anh chị ạ. À. Dạ, cái cây này con giới thiệu là bên là lưu lớn rồi chú anh chị. Dạ, con được có ít là được dọn dãn được cái vài cây lớn thôi. Dạ. Về của chú anh chị có thể trồng chậu liền. Nó chị quay sơ cho chú anh chị để dễ theo dõi. Đây. Nay là con giới thiệu là cái cây lưu lớn bên con, lưu lỡ đi. Cái lớn là hơi kỳ quá. Lưu đó, trung. Cái chiều cao này cỡ 50. Dạ. Nói như các bạn này là chú anh chị tái full cây luôn. Cực kỳ luôn. Con thì nó đỏ luôn của chú chị, nhưng mà về già thì nó chuyển xanh của chú chị. Dạ. Con khuyên của chú chị thì cái tuổi này của chú chị giờ thấy mặt tái thôi, nhưng mà nó nuôi tái không có nổi, của chú chị nuôi cái tái nổi nuôi nữa thì nó mất sức cây, nó không đi đọt. Thành ra về của chú chị có mạnh dạn lặt bỏ tái giùm con để cho nó đi cái bộ đọt nó. Rồi thứ nhất, thứ hai nữa là miễn của chú chị là chơi tàn thì mình con cho nó toàn lên chơi tàn. Nếu chú chị nào muốn sửa bonsai sai chơi kiển thì mình cứ uống sữa theo ý thích. Đó, rồi của chú chị có thể xuống đất hoặc có thể trồng chậu giùm con. Đó, có thể là mình tỉa như là năm nay cây hồng lộc của chú chị, tỉa cái thanh vuốt như nè, nổi trên nền đây ra full đọt rất là đẹp, nó mang tái mình cho nó cực kỳ luôn. Đó, những cái điều con xin chia sẻ. Có thể là của chú chị ăn tươi, có thể là của chú anh chị ngâm rượu Hồng Quân, của chú chị có thể là ngâm đường phè để là gọi là mặt hồng quân. Đó, thì của chú chị nào mà biết thêm thông tin thì liên hệ bên con, nó có thể có nhiều ứng dụng tốt sức khỏe lắm. Hầu nó cực kỳ là dễ chịu dễ uống của chú chị. Cái này à, không đủ ăn, không biết lấy đâu ngâm rượu nữa đó, nó ngon á. Chị nào mà muốn sở hữu những bạn lớn này thì liên hệ bên con. Bên cạnh đó thì bên chị con có những cung cấp những cái bạn cây giống mà số lượng có hạn của chú chị. Của chú chị cứ mạnh tay đặt hàng bên chị em con. Nó miễn mà con hết hàng thì của chú chị cứ nhắn tin đi. Miễn mà con có lại con sẽ báo của chú chị sớm nhất. Rồi, con chân thành cảm ơn của chú chị xem kênh. Con xin kết thúc video ở đây ạ. Nói nhiều nếu nhiều quá. Nên chú chị nhìn đi, thích thì mua giùm con. Dạ. Đơn giản vậy thôi. Dạ. Rồi, xin thành cảm ơn ạ.